Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 136 Hôn lễ 1 Phủ quận vương bận rộn suốt đêm, cuối cùng cũng sắp xếp kính từ đường thành phòng cưới xong xuôi. Sáng hôm sau, chu lão phu nhân ngồi xe ngựa tiến vào phủ, Chu phu nhân để đường ma ma lấy bạc thường ra đưa tới tay nội thị, nội thị cuống quýt từ chối. Sao lại như thế? Hoàng thượng, hoàng hậu sai tạp ra tới giúp một tay, tạp ra làm sao dám đòi tiền thường chứ? Chu lão phu nhân cười nói, đây là tiền mừng, công công nhất định phải nhận. Nghe thế nội thị mới chịu nhận, dẫn đầu cũng nhận nói lời chúc mừng với chu lão phu nhẫn rồi và hồi cung. Nội thị vừa đi, chu đại thái thái chân thị liền chán nản ngồi phịch xuống ghế cả một đêm mồ hôi lạnh dịt ướt người thị từ đầu tới chân nháy mắt một cái thì cũng không dám sợ nội thị moi móc ra vấn đề gì người trong công quen nhìn mặt nói chuyện may nhờ có đường ma ma nhanh trí bằng không tối qua thị đã chạy không thoát còn chu lão phu nhân uống một lớp trà rồi ngừng lên nhìn chân thị vẻ mặt âm u nguyễn cảnh đâu bấy giờ chân thị mới nhớ chu nguyễn cảnh đã giòn rén chạy tới đông viên lánh nạn vội vàng say nha hoàn nhanh đi nói cho đại lão ra bia nội thị đi rồi đông viên không đốt địa long chu nguyễn cảnh phải quấn chăn mồi trước chậu than chờ đợi sau một đêm nơm nớp lo sợ đương nhiên sắc mặt gã vô cùng tệ mẫu thân rốt cuộc là chuyện gì tại sao nội thị lại tới phủ quận vương vừa nói gã vừa vội vàng cầm chén trà nóng lên ùm trần thị siết chặt khăn tay thi thoảng lại lén liếc nhìn sắc mặt của chu lão phu nhân ta đã sớm nói với hai đứa bây phủ đệ này là ban cho khang quận vương khang quận vương mời chúng ta cùng qua ở cũng là tận hiếu đạo rồi sao có thể dùng cho hai đứa bây làm bậy làm bạ như vậy trần thị muốn nói lại thôi chỉ biết ném một ánh mắt tức giận cho chu nguyễn cảnh chu nguyễn cảnh lên tiếng giải thích mẫu thân người không biết bên ngoài nói thế nào đâu Khang quận vương ý sùng mà kiêu, biết rõ cúc này không nên phát binh, vậy mà tại ở trên triều nhận lệnh đến phương Bắc. Dùng tời ngự sử nói thì thần tử nên làm lương thần trị quốc chứ không phải chăm chăm nghe lời hoàng đế để giữ vị trí sùng thần. Khang quận vương đã có kết quả như vậy, việc gì chúng ta còn phải sợ nó? Bây giờ không chèn ép nó thì chờ tới khi nào nữa? Thường ngày mẫu thân chịu uất ức còn chưa đủ sao? Trước khi được phục tước, cả tổn thất thắng đó cũng chẳng phải, vậy mà mẫu thân vẫn dốc lòng chăm sóc. Thằng đó nhà chúng ta hơn hai chục năm, giờ được thường phủ đệ lại không nên đón mẫu thân vào hưởng phúc ư. Có ơn tất báo là đạo lý làm người, chiều ta lấy hiểu nghĩa làm đầu, đánh giá thành tích quan viên cũng phải xem xét mặt này, huống chi là tôn thất chúng ta. Nó mà dám làm bậy, tiền đồ coi như đứt đoạn giữa đường. Nói vậy ta phải chúc mừng cậu rồi về sau cái phủ quận vương rộng lớn này liền do vợ chồng cầu quản lý, chu lão phu nhân thản nhiên nói và hoàng thượng phái nội thị tới là vì chu nguyễn cảnh cậu chứ không phải vì chu nguyên triệt, xem ra sau này ta có phúc hưởng rồi. chu nguyễn cảnh lập tức bị đập trúng chân đau, gân xanh trên trán co giật dữ dội, nhi tử chi không ngờ hoàng ân lại tràn trề đến vậy, đường ma ma lặng lẽ khép bình phong lại, lui ra ngoài chu lão phu nhân thản nhiên nói tiếp chuyện cậu không ngờ còn nhiều lắm ta tận mắt nhìn khang quận vương lớn lên coi như gần hơn cả mẹ ruột mà còn nhìn không thấu hẳn vậy mà cậu cho rằng mình có thể xiết hắn trong tay hắn không ở trong kinh nhưng đây là hôn sự hắn đã mưu tính từ lâu há có thể để mặc hai vợ chồng cậu càn quấy chân thị ở bên cạnh không dám ngẩng đầu lên uổng công ta tin tưởng giao quyền quản gia cho cô cậu không ngờ cô cậu lại hoang đường đến mức này. Bà ta liếc nhìn chân thị bằng ánh mắt đầy thâm ý, chuyện này truyền ra ngoài, vợ chồng cô cậu khỏi ngừng đầu ở trước mặt người khác nữa. Chu Nguyễn Cảnh vẫn không phục, vừa định mở miệng lại bị chân thị túm chặt ống tay áo. Nước mắt chân thị rơi xuống mờ u bàn tay, thút thít nói, mẫu thân, con dâu cũng vì sợ sau khi trần thị vào phủ, ngày nào đó chúng con sẽ không còn đường sống không chừng cũng bị đẩy đến biên cương giống một nhà tỷ trong tộc con. Người và lão thái gia một lòng chăm lo cho khang quận vương, chẳng lẽ lại để con ruột chịu kết quả bị trục xuất khỏi tôn thất. Con dâu không cam tâm, con dâu đối xử với tam đệ thế nào? Tam đệ làm quận vương gia, chúng ta không được nhờ thì thôi, trái lại còn. Con, tỷ tỷ và đứa trực trai đáng thương kia của con bị quân vương gia bắt tới nha môn thống lĩnh bộ quân nỗi uất nghẹn này con dâu thật sự không thể chôn mãi ở trong lòng cho nên mới muốn dáng đòn phủ đầu chu lão phu nhân lạnh lùng nhìn chân thị khóc đến chết đi sống lại trần lục tiểu thư cũng từng dùng nước mắt đối phó với bà ta đưa cả hai ra so sánh trần lục tiểu thư rõ ràng có sức thuyết phục hơn hẳn chu lão phu nhân hờ hững nói bất luận là tâm kế hay thủ đoạn quản gia cô đều không bằng trần thị biết khôn thì kiềm chế mấy mưu tính trong bụng kia lại đi để tương lai khỏi bị xấu mặt. Quả nhiên chân thị nín khóc ngay, kinh ngạc nhìn chu lão phu nhân. chu lão phu nhân phất ống tay áo, bây giờ lão thái gia bệnh nằm trên giường, ta không rảnh đâu mà lo cho cô cậu, cô cậu tự giải quyết đi. Thấy chu lão phu nhân đứng lên chuẩn bị đi chu Nguyễn Cảnh vội càng bước lên hỏi, mẫu thân, chẳng lẽ Khang quận vương thật sự có thể thắng trận trở về? chu lão phu nhân không đáp tiếng nào, tìm chu Nguyễn Cảnh trùng xuống chu nguyễn cảnh và chân thị đi theo chu lão phu nhân ra xe ngựa, thấy chu lão phu nhân đã đạp một chân lên ghế nhỏ chân thị liếc nhìn đường ma ma cạnh đó cầu cứu đường ma ma đào mắt thật nhanh rồi nhỏ giọng nói đại thái thái người mau quét dọn phủ sạch sẽ chuyện này quan trọng hơn đường ma ma muốn nhắc tới giường cưới bị thị và lão ra đại thái thái cũng biết tính quận vương ra rồi đấy chuyện này mà ra đến lão phu nhân cũng không có cách che giấu, lời lẽ giọng điệu đầy tính khẳng định. Khang quận vương thật sự đánh thắng trận. Trần Thị nhất thời căm phẫn không thôi, trước khi thành thần còn lập được công to, Khang quận vương tính nước cờ này quá tinh tường. Chu lão phu nhân ngồi vào xe ngựa, đường ma ma mới nói nhỏ, đại thái thái chắc chắn sẽ tới nhà mẹ để cầu cứu. Chân gia biết chuyện lúc trước của lão quận vương, thù mới hận cũ gộp vào, khẳng định chân gia sẽ tìm cách lão phu nhân khó mở miệng nên muốn mượn miệng của chân gia ngoài ra những năm gần đây đại thái thái ỉ vào nhà mẹ đẻ càng ngày càng không chịu nghe lời lão phu nhân lão phu nhân đi nước này quá hay nếu cả hai bên đều không dễ giải quyết vậy trực tiếp để họ đối đầu với nhau là được không ngờ quận vương gia thật sự đã sớm tính toán kỹ nếu không nhờ lão phu nhân chuẩn bị sẵn từ trước thì lần này chúng ta phải ăn quả đắng rồi ta là một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng thôi. Chu lão phu nhân âm u nói, trông chừng đại thái thái chặt một chút, đừng để vợ chồng bọn nó lại làm ra chuyện hoang đường gì nữa. Muốn thành công cần kiên nhẫn, bà ta đã nhịn hơn 10 năm rồi, nóng vội sẽ thất bại trong gang tấc. Tin hoàng thượng phải nội thị sắp xếp phủ đệ cho khang quận vương tựa như mọc cánh, thoáng cái đá chuyển khắp kinh đô. Xem ra đã thắng trận rồi trần doãn viễn vui vẻ nói với lão thái thái nhánh cả lão thái thái nhánh cả nở nụ cười nói vậy sẽ có thể trở về kịp lúc trần doãn viễn vuốt dâu hôm nay là lễ dẫm đường hoa mai là ngày thành thân cũng không biết có về kịp hay không nữa cho dù không về kịp thì khang quận vương lại lập được công lớn đây chắc chắn vẫn là một đám cưới nở mày nở mặt trần doãn viễn ngẫm nghĩ rồi hỏi y lão thái thái nhánh cả chúng ta có cần canh giờ đưa của hồi môn ra khỏi nhà không ạ? Theo tục lệ, của hồi môn ra khỏi nhà tức là đã gả con đi ý Trần Doãn Viễn là nếu Khang Quận Vương không về kịp lúc, có thể đưa của hồi môn ra ngoài để lấy ngày tốt như lễ bộ đã chọn. Lầm gì ở sau vách ngăn lụa nghe vậy thì không khỏi thở dài, cha lo xa quá rồi, nếu đến giờ mà chu gia vẫn không thông báo thay đổi thời gian hành lễ, tức là 8 trên 10 chu thập cửu sẽ trở về kịp lúc. Lâm Sương kéo tay Lâm Di nhanh quay sang ta xem nào, ngày mai muội sẽ vẽ hoa lê hay hoa mai lên trán nhỉ? Thành thân thì sẽ phải chịu cảnh bội vẽ mặt như hát tuồng. Lâm Sương cố tình trêu nàng đây mà. Lâm Di cười nói, vậy lúc tỷ Thành thân vẽ hình gì? Bây giờ còn dở giọng hâm mộ với ta. Lâm Sương nhướng mày, cố tình tỏ ra tức giận, nha đầu này. Dứt lời liền đưa tay cù vào eo Lâm Di. Lâm Di giật nảy mình vội vàng lùi lại né tránh. Lâm Sương cười khanh khách, thì ra muội sợ chiêu này. Nghe tiếng cười đùa sau vách ngăn lụa, ánh mắt lão thái thai nhánh cả thương tiếc, sau khi gả sang Chu gia, Lục Nha Đầu sẽ không còn được tự tại như vậy nữa rồi. Xe ngựa chờ tù nhân chậm rãi tiến đến gần kinh đô. Tù nhân trong xe đi đầu nhìn chằm chằm vợ con ở xe sau, gã theo thành quốc công rong ruổi chiến trường nhiều năm, thật sự không ngờ lại có ngày rơi vào kết cuộc thế này. Sau khi thành quốc công chết, gã dẫn gia đình thuộc hạ trốn vào núi sâu, chờ cơ hội báo thù cho thành quốc công, ai ngờ lại bị quân đội mang tiếng đánh thất đát của triều đình âm thầm vây khốn. Châu Nguyên Triệt, trương qua bám lấy song sắt hết to, vị tướng anh Tuấn mặc giáp bạc đằng trước nhẹ kim cương ngựa, chờ xe tù đến gần. Châu Nguyên Triệt, trương qua nhìn chằm chằm đôi mắt bình thản ở trước mặt mình, thả vợ con ta ra tất cả đều là lỗi của ta không liên quan gì tới bọn họ chu nguyên triệt nở một nụ cười khẽ trương qua thắng làm vua thua làm giặc đừng vứt bỏ khí phách của mình ở thời khắc cuối cùng như vậy thả họ công lao của người cũng không bị ảnh hưởng xe tù đằng sau vọng ra tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con trương qua càng thêm cuồng loạn giọng điệu dần trở nên hung dữ như muốn phát tác toàn bộ phẫn nộ ôm trong lòng chu nguyên triệt cho bọn họ một đường sống. Người trên lưng ngựa vẫn không bị lay động, khi chọn theo thành quốc công làm phán thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Hiện giờ phe đảng của thành quốc công vẫn chưa đến hết tội, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, dựa theo pháp chế của Đại Chu, con của ngươi có thể được miễn tội chết, nhưng đó cũng là phải chờ đến sau khi triều đình xem xét phán sư. Trong mắt trương qua đã đỏ ngầu như máu, Chu Nguyễn Triệt, ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục giống ta, đến thời điểm đó vợ con ngươi cũng phải chôn theo ngươi. Đã có chọn lựa tất nhiên sẽ có đúng sai, Chu Nguyên Triệt mím cười, ta sai, vợ con ta đương nhiên sẽ lĩnh tội với ta. Thành cùng vui, bại vẫn bao dung, trường qua tựa như dã thú bị thương liều mạng dẫy rủa trong lồng, Chu Nguyên Triệt, đồ tiểu nhân âm hiểm không từ thủ đoạn, tương lai người nhất định sẽ thảm hơn ta gấp trăm lần tương lai đã không ở trong tay ngươi. Chu Nguyên triệt dục ngựa tiến lên, trương qua giật mình. Trước khi Chu Nguyên triệt được phục trước, gã từng thuyết phục Chu Nguyên triệt đầu phục thành quốc công, tương lai sẽ tiến đổ vô lượng. Khi ấy Chu Nguyên triệt nói, tương lai đã không ở trong tay ngươi. Hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên triệt không muốn chịu sự sai khiến giật dây từ kẻ khác. Thì ra khi đó Chu Nguyên Triệt đã nhìn thấy ngày hôm nay, nhưng hắn chưa từng khuyên nhủ gã càng không để lộ bất kỳ tin tức nào. Người này trăm phương nghìn kế đoạt lại tước vị rồi xung phong tĩnh binh bình loạn. Chẳng lẽ đều là kế hoạch đã được bố trí ổn thỏa từ trước của hắn? Trương Qua nắm chặt song sắt xe tù, hàm răng nghiến chặt, không nhịn được run bần bật. Chương 137, hôn lễ 2. Một ngày trước lễ cưới, các thẩm tương trong tộc được mời tới để chuẩn bị cho lễ dẫm đường hoa tiểu tiêu thị thu xếp vài bàn tiệc mời mọi người ăn mừng cho náo nhiệt. Trên bàn tiệc ai cũng vui vẻ nói nói cười cười, chỉ có tiểu tiêu thị là rơi nước mắt, trung nữ quyền cười an ủi, đây là chuyện vui mà, lục tiểu thư sắp làm quận vương phi đấy, người khác nằm mơ cũng không được đâu. Làm quận vương phi thì thế nào, lâm gì vẫn phải rời xa mình, ngày thường cũng chỉ có đứa con gái này thân thiết với mình nhất, tiểu tiêu thị thật sự không nỡ mọi người lại khuyên, bên cạnh cô còn có bát tỷ mà, phải tới hơn chục năm nữa bát tỷ mới đến tuổi lấy chồng. Nghe vậy tiểu tiêu thị mới cảm thấy an ủi ít nhiều, nhưng sau khi uống ít rượu, hê nhớ tới thời gian cô Lâm Di bên cạnh là nước mắt nước mũi lại chảy dài. Bên ngoài náo nhiệt, Lâm Sương ở trong phòng bầu bạn với Lâm Di. Hai người ngồi trên giường dù gì trò chuyện với nhau, Lâm Sương nói, nhìn ồn ào huyên náo vậy chứ cũng không có gì đáng sợ cả. Ngày mai Hỷ nương sẽ ở bên cạnh nhắc nhở, muội, muội nhớ không hết cũng chẳng sao, cứ yên tâm. Lâm Di gật nhẹ, mấy chuyện này đã được mama trong phòng và Bạch mama bên người tổ mẫu nói đi nói lại mấy lần rồi. Ngoài ra ban đêm, Lâm Sương đỏ bừng mặt, ở đáy dương có cái hộp nhỏ, trong hộp. Nhìn vẻ mặt của Lâm Sương, Lâm Di không cần đoán cũng biết là cái gì. Nhưng ta không có xem, Lâm Sương che miệng cười, cứ chờ là được rồi giọng nàng càng nhỏ hơn, ta dạy cho muội chỉ cần cắn răng nằm y ra đó. Ý Lâm Sương là, cứ giả chết. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Lâm Di, Lâm Sương dụng thẳng sống lưng, tin ta đi, tuyệt đối không sai đầu, mà mà hướng dẫn cũng dạy ta như thế. Mà mà nói cứ ngoan ngoãn thuận theo hành động của cô ra là được. Kiếp trước lúc gả cho Lâm Chính Thanh, vì quá hồi hộp lo lắng mà nàng chẳng nghe lọt cười hướng dẫn của mama do cha mẹ mời tới, nhưng nàng có thể khẳng định rằng, chiêu này của Lâm Sương là đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của bản thân. Lâm Di đỏ mặt nhìn Lâm Sương, tin cô nàng này một lần vậy, dù sao nàng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Lâm Sương, Lâm Di ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài các thẩm nương đi chuẩn bị lễ dẫm đường hoa đã trở lại từ Chu gia, sau khi bước vào phòng, một người trong đó vẫn còn vỗ ngực như vẫn chưa hoàn hồn lão thái thái nhánh cả ngồi trên giường la hán thấy vậy liền nhíu mày tiếng cười nói bàn tán trong phòng cũng lập tức ngừng lại tất cả đều quay sang nhìn các thầm tư phủ quận vương trở về sao vậy lão thái thái nhánh cả lên tiếng hỏi thẩm nương dẫn đầu đoàn đi chuẩn bị đường hoa hỏi quận vương gia quay lại rồi đúng không một thẩm khác trong tộc nghe vậy liền kéo kéo người thầm nỏ hỏi gì vậy làm sao lão tổ tông biết được nhận dương hồng không phải quận vương gia thì còn ai nữa trong kinh không hề có tin khang quận vương đã hồi kinh cho nên tất cả nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc thẩm nương trong tộc kể tiếp chúng con vừa thả pháo cửa liền mở người bước ra là một vị tướng quân mặc giáp bạc khiến con giật này cả mình suýt nữa đã làm rơi dương hồng may mà tiểu tướng quân kia đỡ kịp đến giờ con vẫn không rõ rốt cuộc là thế nào một thẩm gần đó nói quận vương ra lĩnh binh đến phương bắc mà đúng không nhất định là vội vã chạy về cho nên cả giáp trụ cũng chưa kịp cởi ra mấy thẩm chưa từng thấy qua tướng quân binh lính đương nhiên sẽ giật mình rồi nếu không phải là quận vương gia phủ quận vương làm gì cho phép người đó nhận dương hồng chứ trần gia vốn đã chuẩn bị tinh thần đưa dương hồng vào thẳng phòng cưới mà không chờ tân lang tới tiểu tiêu thị thắc mắc các thẩm cũng không hỏi thăm một tiếng sao thẩm trong tộc nói ta còn tưởng mình hoa mắt vị tiểu tướng quân kia bà đưa tay so cao chừng này này chúng ta ngẩng đầu cũng không thấy rõ mặt mũi lúc trở ra ta túm một nhà đầu tới hỏi nhà đầu kia cũng ấp úng không trả lời được nhưng ở cửa ra vào có không ít ngựa chiến và tướng sĩ mặc giáp trụ cấm trường kiếm không riêng gì chúng ta cả chu đại thái thái cũng hết hồn lúc chúng ta ra khỏi chu ra mấy người kia liền cưỡi ngựa đi ngay một thầm khác nói lão tổ tông hay là cho người hỏi thăm một chút xem có phải là quận vương gia trở về thật không, như thể ngày mai cũng biết đường mà đợi cô ra tới. Không có tin tức chính thức từ cấp trên truyền xuống, lại đi tới vội vàng, 8 trên 10 phần là khang quận vương hồi kinh rồi. Trong phòng tràn đầy ánh mặt hâm mộ, tiểu tiêu thị vừa cười vừa lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tốt quá rồi, như vậy sẽ không thiệt thòi cho lâm di chúng ta. Đã nghe được tin tốt, các thẩm trong tộc tụ tập ngồi vừa dùng trà bánh vừa tán gẫu ta thầy Chu Đại Thái Thái hơi lạ, chỉ đứng một bên nhìn, không động cái móng tay. Cô ra khiêng dương hồng, còn những vật khác đúng ra nên do nữ quyền nhà trai tiếp nhận. Thẩm trong tộc đã nghe ít lời đồn dâm ran, nhưng không tiện dội nước lạnh trong ngày vui. Chu gia đại thái thái xuất thân gia đình thư hương quan lại, thích sạch sẽ là chuyện dễ hiểu, như vậy cũng tốt, nhờ thế mà phủ quận vương mới chỉnh tế như vậy. Tiểu tiêu thị nghe vậy lại âm thầm thở dài phải sống chung với loại người này, không biết về sau Lâm Di có chịu uất ức không, từ nhỏ tới lớn con bé luôn ở cùng bà, sống thoải mái không bị ràng buộc nhiều bởi quy chế giáo dưỡng, sau khi gả vào tôn thất, bị người ta đâm chọc bới móc thì làm sao bây giờ. Lúc con gái mới đính hôn, tiểu tiêu thị vô cùng mừng rỡ, nhưng gần tới ngày con gái xuất giá, tâm trạng bà lại xa sút trầm trọng. Tiểu tiêu thị ôm bụng đầy tâm sự đi tới phòng Lâm Di dặn dò nàng, mặc dù chỉ là thúc thầm, nhưng họ nuôi dưỡng quận vương gia từ nhỏ đến lớn, tính ra cũng gần như cha mẹ ruột sau khi con gà qua đó. Lâm Di mỉm cười, con biết thưa mẹ, tiểu tiêu thị sợ nàng có hành vi lời nói không thỏa đáng, để người ta mượn cớ bắt lỗi đây mà. Còn Chu đại thái thái, mẹ nghe nói nàng ta một tay thu xếp lễ cưới cho quận vương gia, thân làm trường tàu, nàng ta có nói vài lời cạnh khỏe kể công cũng là chuyện dễ hiểu. Mẹ sẽ giúp con chuẩn bị ít lễ vật. Con đưa cho nàng ta cảm ơn vì đã cực khổ, về sau cũng dễ sống chung hơn. Lễ vật đương nhiên nhất định phải đưa, nhưng còn về dễ sống chung thì e rằng tiểu tiêu thị phải thất vọng rồi. Tiểu tiêu thị bây giờ đang vô cùng buồn giàu, lâm gì không tiện nói ra sự thật, chỉ cười xòa, phủ quận vương lớn như vậy, mẹ nhớ con thì cứ tới ở vài ngày năm đầu tiên con không thể thường về nhà ngoại về sau chắc sẽ nhiều cơ hội hơn mẹ yên tâm đi đều ở trong kinh cả ngồi xe ngựa một lát là tới mà những lời này lại như sát muối thêm vào lòng tiểu tiêu thị bà cố gượng cười cô nương đã lấy chồng rồi có trở về nhà mẹ cũng đâu giống trước vừa nói bà vừa âu yếm xoa đầu lâm di lâm di cũng cảm thấy mùi cay cay vội vàng chớp mắt để không rơi nước mắt hôm sau là ngày đưa của hồi môn đến nhà trai, đồ đạc trong phòng lâm di đều bị dọn sạch sẽ, hoành ca mặc trường sa xa màu xanh ngọc, áo khoác ngoài cùng tông, thắt lưng ngũ sắc buộc gọn, thần thái sán lạn đứng trước mặt tiểu tiêu thị. Sau khi nhận được cái gật đầu hài lòng từ tiểu tiêu thị, hoành ca sửa sang lại vạt áo rồi lên đường đưa của hồi môn. Ngày sau lễ đưa hồi môn là tân cổ gia sẽ tới nhà đón tân nương tử, những người trong phòng lâm di cũng nhanh chóng chuẩn bị từ sáng sớm lâm di đã bị bắt đi tắm rửa bây giờ đang bị nhóm ma ma vây quanh tô tô chết chết lâm sương ở một bên luôn miệng trách móc ai nha bớt bớt lại chút da lục muội muội trắng sẵn rồi không cần chát nhiều phần vậy đâu lần này lâm sương xem như đã lĩnh giáo cứ tưởng tân nương ngoại thành nông thôn mới dùng nhiều son phấn ai ngờ trong kinh còn bị bôi dày hơn hạ nhân khiêng của hồi môn còn chưa ra khỏi cửa thì bỗng bị chặn lại đành phải buông đồ trong tay xuống nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau quản sự hớt hải chạy vào, "Nhanh, nhanh, nhanh, dẹp đồ sang hai bên, có người tới." Tiểu Tiêu thị nghe tin, vừa định cho người đi hỏi thăm thì nhìn thấy Trần Doãn Viễn bước vào, vẻ mặt ngỡ ngàng và mừng rỡ. Lần này Khang Quận Vương lập được công lớn, hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ. Tiểu Tiêu thị nghe thế cũng cười rạng rỡ. Trần Doãn Viên phát hiện tiểu tiêu thị vẫn đứng yên không động đầy, bà còn ngây ra đó làm gì? Tiểu tiêu thị không rõ nguyên do, lão gia có ý gì? Hoàng thượng ban thưởng cho khang quận vương mà, chúng ta, nghe thề Trần Doãn Viễn mới nhận ra mình chưa nói rõ đầu đuôi, những đồ ban thưởng kia đều được coi là sinh lễ đưa tới nhà chúng ta. Tiểu tiêu thị mở to cả hai mắt, sao cơ, hồi lâu sau bà mới hoàn hồn, chẳng phải đã đưa sinh lễ rồi ư trần doãn viễn giải thích đơn giản cho tiểu tiêu thị hiểu quận vương gia nói vì mình lĩnh binh xuất chính mà hôn lễ suýt bị rời nếu được hoàng thượng ban thưởng hôn lễ này sẽ được nở mày nở mặt hơn hoàng thượng nghe xong cũng lập tức đáp ứng tiểu tiêu thị mừng rỡ tột cùng hiền tế vẻ vang bọn họ cũng được một nghìn lượng vàng năm nghìn lượng bạc ba trăm cuộn gấm vóc các loại ngoài ra còn lông trồn da trồn đồ trang sức châm cài chất đầy cả một sân nội thị giao đồ xong lão thái thái nhánh cả cùng trần doãn viễn và tiểu tiêu thị tiến lên tạ ơn sau đó ân cần đưa tiễn nội thị ra về không bao lâu sau lại có người của khang quận vương dắt một con ngựa đóng yên cương đầy đủ tới tiểu tiêu thị bắt đầu thấy hoa mắt đang xảy ra chuyện gì vậy nào có chuyện thu sinh lễ hai lần chứ thứ tự lễ nghi sai sai thế nào ấy còn con ngựa này là sao trần doãn viễn vuốt râu ngắm chú ngựa đứng trong viện Lần đầu tiên ta được thấy con ngựa tốt như vậy đấy. Hoành ca cũng sắp tới, hai cha con nhìn thấy tuấn mã đều hớn hở. Vẫn là lão Thái thay nhánh cả kịp thời ổn định tình hình, miễn là của hồi môn vẫn chưa ra khỏi cửa, bây giờ thu sinh lễ vẫn không bị xem là sai quy tắc, huống chi đây còn là đồ do hoàng thượng ngự tứ. Dứt lời bà quay sang dục hoành ca, "Nhanh đi đưa của hồi môn đi, đừng để lỡ giờ lành." Bạch Mama nhìn từng dương hồi môn được khiêng ra ngoài, tươi cười nói với lão thái thai nhánh cả, giờ không cần sợ của hồi môn nhiều hơn sinh lễ nữa rồi. Có những món sinh lễ này, đưa bao nhiêu dương hồi môn cũng thành tầm thường. Bạch Mama tấm tắc khen, Khang Quận Vương thật có lòng, ngay thời điểm này còn muốn dùng để bạn thường làm sinh lễ. Khang Quận Vương trưởng thành trong nhà của Túc Thẩm, thành thân cũng do Thẩm Nương hỗ trợ thu xếp trong tay khang quận vương nào có nhiều tiền bạc, nhờ tập được đại công mới được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh như vậy. Khang quận vương muốn qua hành động biểu đạt ý rằng, đây mới chính là sinh lễ mình tặng cho lục nha đầu. Từ khi biết lâm di bị tử hôn cho khang quận vương, lão thái thái nhánh cả vẫn luôn không vui, bây giờ mới bắt đầu tốt hơn. Tỉnh ra khang quận vương cũng có lòng thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 138, Hôn lễ 3 mấy trăm khinh kỵ áp tải phản quân hồi kinh, quân kỳ đón gió bay phấp phới, bầu trời kinh đô một ngạt đá. Lâu rốt cuộc cũng được tô điểm thêm màu sắc. Trên kim loan điện, hoàng để phân khích rời khỏi ngự tỏa, tự tay đỡ khang quận vương đứng dậy. Nói là đi bắc cương chân áp thất đất, ai ngờ ý định thật sự của hoàng đế lại chính là muốn bắt trương qua. Lúc hay tin, triều thần đều giật nảy mình, công thần chờ chế diễu đều ngậm chặt miệng, quan văn còn đỡ, chứ đám võ tướng nhìn khang quận vương được ban thưởng long trọng thì đều đấm ngực dậm chân vì tức. Nếu hoàng thượng nói rõ là muốn bắt trương qua ngay từ đầu, bọn họ đã không bỏ qua cơ hội lập công. Trương qua tuy là mãnh tướng, nhưng ở tình cảnh trời bằng đất tuyết lại dẫn theo có vài trăm người thì chỉ là nổ mạnh hết đà. Đây rõ ràng là quân công từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt như vậy sao lại rơi lên đầu khang quận vương chứ? trước ánh mắt ao ước ghen tỉ của đông đảo triều thần, vị tướng trẻ tuổi mặc giáp bạc đĩnh đạc đi ra cửa cung, lập tức có người vội vàng tới nghênh đón. Gần tới giờ rồi, mau trở về đồi cát phục thôi, ta thấy tiểu cữu cữu của Trần Gia đã đưa của hồi môn ra khỏi phủ rồi. Tua rua trên mũ giáp bạc của tiểu tướng quân bay múa trong gió, ai giữ cửa. Viễn Đình Văn và tiểu cữu cữu. Đừng lo, tiểu cữu cữu nhìn thấy cậu sẽ nhường đường thôi con ngựa kia đã được đưa tới trần gia tiểu cữu cữu đương nhiên sẽ không liều mạng ngăn cản cậu nữa viên đình văn là chồng của lâm kiều trên mặt chu thập cửu vẫn là nụ cười mỉm muôn thuở dù có ngăn ta cũng không ngại đỗ viễn hoành khó hiểu thế sao còn bảo ta đưa ngựa sang đó bởi vì đó là tính cho dài lâu được tin hoành ca đi đưa của hồi môn trở về hỉ nương vỗ tay cười nói đến giờ rồi nhanh đội mũ phượng che khăn cho lục tiểu thư nào lâm di nhìn mũ phượng trên bàn cảm thấy đội vật này lên đầu sẽ không ngừng lên nổi thấy lâm sương và lâm di quay sang nhìn nhau cười hy nương bèn nói tiểu thư của tôi ơi người khác muốn đội cũng không được đầy người khác đều nói phải như vậy mới là vẻ vang lâm di lại thấy mình giống một cái giá đeo trang sức hơn từ đầu đến chân nặng trĩu tới rồi tới rồi lâm sương ra ngoài thăm dò tin tức trở về nói nhỏ bên tai Lâm Di, Khang quận vương mặc giáp bạc mà đến đấy. Mặc quân trang thành thân. Lâm Sương vỗ tay nói, Khang quận vương theo lệnh đến Bắc Cương, nhánh thứ hai bên kia một mực chờ chế diễu. Bây giờ Khang quận vương thắng trận trở về, vận quân trang thành thân, để xem mấy người đó sẽ cười kiểu gì đây. Lâm Di không cách nào suy đoán tâm trạng hiện giờ của hai vị bá phụ và người đồng gia. Nhưng nàng biết, hành động lộ liễu khoa trương như vậy đã tát vào mặt những người luôn miệng cười nhạo một bạt tai thật đau. Cử như vậy toàn kinh thành đều sẽ chú ý đến hôn lễ này. Chu thập cửu đúng là không sợ gây thêm thù. Lâm Di cùng Lâm Sương ăn một ít điểm tâm, tiếng sáo nhạc bên ngoài vọng vào, tiểu tiêu thị và các thầm trong tộc đều chạy ra xem. Hoành ca canh giữ ở cửa ra vào, ngoài ý muốn nhìn thấy tể nhị lang qua khe cửa. Tề nhị lang dẫn đầu đoàn rước dâu. Đối mặt với người từng kèm mình học, hoành ca đương nhiên thấy trột giả, thử thách vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước lại nói không ra miệng được. Tiểu tiêu thị bên trong cũng thấy kinh ngạc, bà hoàn toàn không ngờ tề nhị lang sẽ tới. Trần gia và tề gia từng bàn chuyện kết thân là chuyện rất nhiều người biết, bây giờ lâm di thành thân với người khác, tề nhị lang lại dẫn đầu đoàn rước dâu của nhà trai cho dù trước đó có lời sầm si gì thì cũng sẽ tiêu tan hết. Khang quận vương lấy cung tên ra khỏi yên trên mã, chỉ một tiễn đã bắn rơi dây lụa đỏ rắt trên cửa lớn, Tú cầu đỏ tươi thuận thể rơi xuống được chàng bắt lấy, cửa lớn của trần gia chậm rãi mở ra trong tiếng cười rộn ràng. Bạch ma ma bên cạnh lão thái thái nhánh cả cười nói, chưa gì đã qua ải rồi, đại cô ra với nhị gia giữ cửa thất bại quá đi lão thay thay nhánh cả để tiểu tiêu thị đỡ mình đứng dậy, cửa từ đường của Trần Gia được mở rộng, Trần Doãn viện dẫn khang quận vương đi tế tổ. Trong khi đó người trong phòng lâm di đã cuống đến mức rối tung, quất hồng mấy lần muốn chạy ra ngoài xem tình hình đều bị bạch thược kéo lại, ngộ nhỡ và phải cô ra thì còn ra thể thống gì nữa, cứ yên tĩnh chờ trong phòng đi, cũng chỉ chốc nữa thôi. Quất hồng gật đầu, ngoan ngoãn đứng một bên chờ. Bạch Thược lại đuổi hết tiểu nha hoàn ra ngoài, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lúc tuyển thị tỷ nha đầu đi theo Lâm Di sang nhà chồng, lão thái thay nhánh cả sợ quất hồng và linh lung không đủ sức làm chủ tình thế, cho nên để Bạch Thược bên cạnh mình theo Lâm Di. Có Bạch Thược, hai nha đầu quất hồng linh lung liền cảm giác được sự chênh lệch. Trong tiếng chúc tụng tương bừng, khăn lụa đỏ được phủ lên đầu Lâm Di, Khang quận vương cũng vừa bước vào hy nương và lâm xương dìu lâm di lên kiệu trước khi buông tay lâm xương vẫn siết nhẹ ngón tay lâm di như muốn chấn an nàng bạch thược bên cửa sổ hiệu nhỏ giọng nói tiểu thư nô tỳ ở ngay bên cạnh cô có việc gì cử gõ nhẹ vào vách kiệu tiếng đàn sáo trống chiêng lại vang lên kiệu hoa được nâng lên chậm rãi tiến về phía trước càng ngày càng xa phủ nhánh cả trần da, lâm di đột nhiên thấy chóp mũi cay cay nếu tính cả kiếp trước thì đây là lần thứ hai nàng xuất giá. Lần thứ nhất gả cho Lâm Chính Thanh, tiểu tiêu thị bệnh nằm trên giường, chỉ gắng gượng ngồi dậy dặn dò nàng được hai câu. Bạn bè thân quyền tới đưa cũng cực ít, thiệu hoa nàng ngồi gần như được khiêng đi trong âm thầm. Lễ nhạc đơn giản qua loa chỉ khiến người ta thấy thế lương, không giống như bây giờ, náo nhiệt vang trời. Lâm gì mới nghĩ tới đây, hy nương bên ngoài vui vẻ lên tiếng nhắc, lục tiểu thư, đừng sợ nhé, khang quận vương cho người bắn pháo hoa cô thấy ổn quá thì cứ che tay lại hi nương vừa dứt lời xung quanh liền vang lên tiếng pháo hoa rung trời kéo dài từ gần đến xa khiến cả con đường như cũng chấn động theo kiếp này đã không còn giống với kiếp trước dẫu không phải chuyện nào cũng như ý nhưng nàng và gia đình đã thoát khỏi khốn cảnh sẽ không lâm vào tình cảnh tệ hại như kiếp trước nghĩ như vậy nàng thấy nhẹ lòng khẽ thở phào từ Trần Gia đến Phủ Khang quận Vương, đi thẳng thì cũng không tính là quá xa, nhưng đi một vòng khắp thành lại là chuyện khác, Lâm Di cảm thấy kiệu đi lâu thật lâu mới được đặt xuống một cách từ tồn. Tiếng cười nói xung quanh dần nhỏ bớt, Lâm Di từng được hy nương dạy về các nghi thức trong hôn lễ, lúc này Tân Lang phải bắn rơi quả táo trên đỉnh kiệu, ngụ ý bình an. Chu thập cửu vẫn chậm chạp không ra tay, Lâm Di còn đang thắc mắc không biết có phải còn phong tục gì khác chưa làm xong thì chợt nghe có người nhắc nhở hí nương, nhanh báo với cho tiểu thư một tiếng, quận vương gia sắp bắn tên rồi. Bấy giờ hí nương mới biết, thì gia khang quận vương đang chờ bà thông báo cho Trần Lục tiểu thư. Bà vội vàng đập cuộc kiệu, cúi đầu nói cho Lâm Di biết. Lâm Di vừa nghe xong, trên đỉnh kiệu liền vang lên tiếng tên bắn vút, sau đó rèm khẽ động, một đầu dây lụa được đưa vào kể tiếp giống như lời lâm sương kể, nàng chỉ cần làm theo lời hy nương là được, bước qua yên ngựa và chậu than rồi để người ta dìu đi thẳng vào lễ đường. Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh lại, hy nương đỡ lâm di bái đường với tân lang, sau đó mới tiến vào phòng cưới. Lâm di ngồi trên giường cưới, chỉ có thể nhìn thấy xem trường thiêu chim loan ngũ sắc vây xung quanh. Chốc lát sau, đòn cân mọc khảm vàng đưa tới, nhẹ nhàng vén khăn lụa phủ trên đầu lâm di lên. Đòn cân, gậy dùng để vén khăn đội đầu của tân nương. Trước mắt bỗng nhiên bừng sáng, lâm di ngừng đầu lên, đôi mắt sáng ngời của chu thập cửu đập vào mắt nàng, trong mắt trong trẻo đến mức có thể soi rõ bóng nàng trong đó. Thảo nào thân quyền trong tộc đều khen hết lời, chu thập cửu mặc giáp trụ thật sự trông cao lớn hơn hẳn bình thường. Hy nương vội vàng bung rượu hợp cần tới. Chu thập cửu đưa một chén cho Lâm Di, hai người vòng tay uống cạn. Hy nương vui vẻ hô, chúc quận vương gia và phu nhân đại hôn cát tường, con cháu đầy đàn. Chu thập cửu lấy bạc ra thưởng cho Hy nương, sửa soạn lại cho phu nhân thoải mái. Lời này rất hợp ý Lâm Di, mũ phượng nặng trịch được gỡ ra, hô hấp thông thuận hơn rất nhiều. Ngồi để Hy nương trải lại đầu cho mình, Lâm Di nhìn Chu thập cửu qua gương vị này vẫn đang ngồi uống trà, không có vẻ gì là chuẩn bị ra ngoài tiếp đãi khách. Cả hỉ nương cũng lấy làm lạ, quận vương gia muốn thay y phục sao à? Mặc giáp trụ như vậy chắc chắn không tiện tiếp khách. Chu thập cừu ngừng đầu lên, nhìn lâm di, mỉm cười, lấy bộ cát phục kia tới đây thay cho ta. Y nói muốn nàng thay, không cần người khác. Hỉ nương nghe vậy liền cười lui sang một bên, bạch thược và quất hồng đi lấy cát phục tới bạch thược đưa cát phục cho lâm di rồi cùng mọi người đứng một bên chờ lâm di nhận lấy cát phục đi đến sau bình phong giúp chu thập cửu thay y phục giáp trụ dày nặng che khuất không nhìn rõ màu sắc quần áo bên trong sau khi cởi chúng xuống lâm di mới phát hiện áo trong nhuộm đỏ vết máu lâm di vừa định mở miệng hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng cười đùa sao quận vương gia vẫn chưa ra thể bên ngoài chờ sốt ruột lắm rồi đấy sau đó là tiếng hy nương tươi cười đáp lại trong mắt chu thập cửu như có ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót khiến nụ cười trên mặt sáng bừng hơn cả tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng bên ngoài thúc giục chu thập cửu vẫn không định tự mặc quần áo như đang lấy vết thương nơi bả vai làm có mọi thứ đều đợi nàng thu xếp bên ngoài thì diễu võ dương oai còn bây giờ động tay cũng không nổi chu thập cửu rõ ràng không muốn để người khác biệt về vết thương trên vai lâm di im lặng che vết thương lại giúp chàng mặc quần áo vào, khép vạt áo rồi buộc nút thắt, cũng không khó khăn như nàng tưởng. Chỉ là đến cài nút ở cổ thì phải nhón chân lên mới tới. Cát phục vừa dày vừa nặng, lại nhiều chi tiết, chỉ thoáng sau mà chán lâm di đã dịn một lớp mồ hôi mỏng. Bên ngoài lại vang lên tiếng cười đùa thúc giục. Chờ lâm di chỉnh ống tay áo mình ngay ngắn xong, chu thập cửu mới cười nói, ta ra ngoài tiếp đãi khách khứa trước. Lâm di gật đầu đưa chu thập cửu ra cửa. Ngay sau đó một đoàn các thẩm, chị dâu và em chồng ở chu gia tràn vào, ở phòng cưới cười đùa một lúc lâu mới rời đi. Mama trong phòng vội vàng dọn đồ dùng trong lễ hợp cần lên, chờ Chu thập cửu tiếp khách xong lại vào động phòng. Lát sau mama bên ngoài hồ tên, quận vương gia về rồi. Đám tiểu nha hoàn lập tức ra ngoài hơn phân nửa, mama bắt đầu bày chén đũa lên bàn. Một bàn tràn đầy đồ ăn mà phải ăn tất, vừa ngọt vừa dính chẳng thứ nào ngon cả. Cuối cùng còn một chén bánh trôi, Lâm Di thật sự nuốt không nổi nữa. Thấy vậy mama cười nói, trước ngọt bùi cay đắng mặn, cuối cùng là tròn đầy mỹ mãn, nhất định phải ăn mới may mắn. Chu thập cửu bưng chén bánh trôi tên, gấp cho Lâm Di hai cái, còn lại đều bỏ vào chén mình, đã vậy thì cố ăn đi. Thấy Chu thập cửu ăn một hơi hết sạch chén bánh, Lâm Di đành bấm bụng xử lý phần nhỏ trước mặt mình chương 139, động phòng hoa trúc. Bạch Thược và Quất Hồng hầu hạ Lâm Di thay y phục. Chỉ nháy mắt hạ nhân trong phòng đều lui ra hết. Lâm Di hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh chu thập cửu người nồng mùi rượu. Suy nghĩ một chút liền biết, bên ngoài bầy tiệc rượu như vậy, số tân lang có thể tỉnh táo trở về phòng chẳng được bao nhiêu. Cha thường xuyên nói, nam giới ngoài biết đánh trận còn phải biết uống rượu nữa, hiển nhiên cha vô cùng canh cánh về tử lượng của mình. Nam tử ngồi trên giường nhìn như yên tĩnh hiền hòa, nhưng tâm tư lại nhạy bén không ai bằng, có lọt vào kể của anh ta cũng không biết. Trường qua nổi danh là mãnh tướng mà anh ta chỉ mất ba tháng đã có thể dẫn độ gã về kinh. Lâm di bê cháp nhỏ đựng đồ trị thương lại, bị thương bao giờ thế? Vô cùng thẳng thắn, hệt như những lần gặp gỡ khi trước, nàng dường như vĩnh viễn không biết kinh hãi hoảng hốt là gì. Các tiểu cô nương khác đều như động vật nhỏ chỉ biết co rụt run rẩy trốn sau lưng người khác. Chu thập cửu để mặc lâm di giúp mình cởi cát phục xuống, lúc bắt trương qua, nhất thời khinh địch. Võ tướng quý ở chỗ dày dặn kinh nghiệm, cho nên mới có chuyện lão tướng đã qua 60 mà vẫn còn ra trận. Để cởi bỏ cát phục tầng tầng lớp lớp quả thật không dễ, nam nhân trước mặt cao lớn gấp hai nàng, cát phục hòa với đệm giường tạo thành tấm thảm đỏ rực kéo dài xuống trên mặt đất. Gỡ ngọc quan xuống, chu thập cửu hất mái tóc dài đen bóng ra sau vai, chỉ mặc một lớp áo trong thấm máu, non chàng như mãnh thú đã thu nanh vuốt, khiến người khác bớt e dè. Vết thương vốn đã được lau rửa bằng bỏ ngay sau khi hồi kinh, nhưng vẫn không chịu được trọng lượng của áo giáp dày nặng cho nên mới lại rách ra dỉ máu. Lâm Di cầm bình thuốc trong tay, nhìn lớp y phục cuối cùng trên người chu thập cửu lần chót rồi hít sâu một hơi, kéo cô áo đối phương ra. Chu thập cửu thuận theo động tác của nàng cởi áo trong ra, bên ngoài nhìn thon gầy mà không ngờ bên trong lại trắng kiện rắn giỏi như vậy, tay lâm di run run. Lúc đổ thuốc sẽ hơi đau đấy, ánh sáng từ hai ngọn nến hình long phượng bỗng trở nên nóng rực, lâm di nhỏ giọng nhắc nhở. Thuốc bột được rắc lên vết thương, nụ cười trên mặt chu thập cừu vẫn không thay đổi. Ánh nến long phượng đỏ rực ngập tràn trong phòng, thế là đổi được canh phối theo thành thuốc trị thương rồi. Lâm Di cẩn thận dùng vải mềm quấn quanh bả vai và ngực chu thập cửu, ư, ừ, trông đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Di vừa muốn xoay người cất bình thuốc vào trái thì eo bỗng bị kéo mạnh, nàng ngã vào một vòng ôm ấm áp, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm ngát, khi thanh mát khi nồng nàn. Các ngón tay thon dài từ tốn rút bỏ chiếc châm cuối cùng trên đầu thiêu nữ. Suối tóc buông lơi như thác nước. Lâm Di không rảnh bận tâm tóc tai, bởi vì trước mắt chợt trao đảo dữ dội. Khi lấy lại tinh thần thì đã thấy mình nằm giữa giường. Được em bôi thuốc, vai liền tốt hơn nhiều. Chu Thập Cửu cười khẽ, nhưng mình áp lên người nàng. Tốt bụng bôi thuốc băng bó cho anh ta lại hại chính mình. Lâm Di cố đẩy tay Chu Thập Cửu ra, nhưng bất kể nàng dùng bao nhiêu sức, cánh tay kia vẫn không nhúc nhích tí nào. Chu thập cửu mặc cho Lâm Di xô đẩy, hai tay vẫn không buông nàng ra, củi người xuống cắn đai lưng của nàng. Tim nàng đang gần ngay mặt chàng, chàng có thể nghe thấy nhịp điệu của nó, chưa từng có ai thân cận với chàng như vậy, gần đến mức chia sẻ nhiệt độ cho nhau. Từ cách một lớp áo lại bỗng hóa thành ra thịt nóng bỏng cận kề, Lâm Di muốn chân tĩnh để giả chết, lại phát hiện kế sách của Lâm Sương hoàn toàn không đáng tin. Hương Tùng trong màn dần dày đặc, không khí như trở nên dịu dàng mềm mại hơn. Lâm Di căng thẳng tột đổ, một đôi môi mềm ẩn xuống, đầu lưỡi chậm rãi luồn vào, tựa như cánh hoa vừa rời cành, mịn màng thoang thoảng mùi thơm ngát. Bị đầu lưỡi từ tốn khuấy đảo, Lâm Di cảm thấy ngày càng ngụt hơi, khí tức của Chu Thập Cửu ngược lại trở nên nặng nề hơn, bàn tay đỡ lấy lưng nàng cũng chậm rãi rời lên xoa nắn đổi ngực mềm mại, đàn hồi của nàng. Thân thể nàng quá mềm mại, cử như chỉ cần chàng động nhẹ thì sẽ lưu lại vết tích trên làn da trắng nõn nà vậy. Lâm Di chợt thấy hông bị một bàn tay nâng lên, quần của nàng cá thể bị tuột ra. Nàng cứng người, cố gắng thuyết phục bản thân thích ứng, hoàn toàn đặt mình vào vị trí của một người vợ trong đêm tân hôn. Hai chân bị tách ra, thân thể chu thập cửu áp xuống. Lâm Di cảm giác được có vật gì đó vừa nóng rực vừa cứng rắn nhấp nhô liên tục nàng kinh ngạc mở to mắt, mặt chu thập cửu như bị phủ bởi dáng chiều, đôi mắt trong trẻo hơi mông lung, hầu hết nơi cô lên xuống không ngừng, song nụ cười mim bình tĩnh vẫn ngự nơi khóe môi, như tuyết bị lửa hòa tan, ướt át và nóng bỏng hòa lẫn nhau. Lâm di thoáng thất thần, cơ thể giữa hai chân nàng hơi run run, thế rồi chỗ đùi nàng như có vật gì cực nóng đâm vào. Chu thập cửu căng cứng người, không động đậy nữa tựa như một lưỡi đau bén sẵn sàng ra trận nhưng lại miễn cưỡng dừng lại nửa chừng. Xong rồi ư, không đau như ma ma hướng dẫn nói, chẳng lẽ mỗi người mỗi khác sao? Chu thập cửu vẫn chậm chạp không chịu rời khỏi người nàng. Có muốn cho nha hoàn vào làm vệ sinh giúp không? Bà tử nói đã chuẩn bị nước tắm sẵn rồi. Thấy chu thập cửu mãi không lên tiếng, lâm di đành hỏi. Bấy giờ chu thập cửu mới ngẩng đầu nhìn nàng, dịu dàng hỏi, đồ dưới đáy hòm của em ở đâu? Đồ dưới đáy hòm? Chu thập cửu có ý gì? Bạch thược và quất hồng trực đêm, chẳng dám chợp mắt dây nào vì sợ không nghe thấy bên trong gọi. Chu gia cũng có hai nha hoàn luôn hầu hạ khang quận vương ở lại canh chừng. Đêm tân hôn đương nhiên cần nhiều người hơn bình thường, bà tử cũng đã nấu sẵn nước chờ đợi, chỉ cần bên trong có động tĩnh là sẽ vội vàng bung ra. Ngồi không nên nhàm chán, bọn nha hoàn liền tụ tập tán gẫu. Sau đó không biết là ai dẫn dắt đề tài tới chủ tử nhà mình. Quất Hồng nói, tiểu thư nhà ta mới được xem là thông minh, ngay cả nhân ngữ Thu Tiên Sinh cũng thường xuyên khen ngợi đấy. Cùng một quyển sách, nếu là ta thì cả đời cũng không đọc xong, tiểu thư nhà ta lại chỉ mất vài ba ngày, chẳng những đọc hết mà còn nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư nhà ta chỉ cần dùng tâm là không gì không làm được cả tiểu nha hoàn cát thanh chuyên hầu hạ khang quận vương cũng cười nói thảo nào chúng ta đã sớm nghe nói quận vương phi thông minh có thừa nhưng chúng ta cũng nghe các phu nhân tôn thất từng nói quận vương ra nhà ta mà tham gia khóa cử bảo đảm mấy thí sinh kia đều không có đất dụng võ ý muốn khoe quận vương ra nhà ta văn võ song toàn đấy hai bên cười hì hì với nhau Bạch Thược liếc nhìn Quất Hồng rồi phì cười, "Lục tiểu thư thành thân, hai nha đầu Quất Hồng linh lung này phấn khích mãi không thôi." Bạch Thược đưa tay chỉ chi vào trong phòng, Quất Hồng và Cát Thanh lập tức nhỏ giọng lại. "Ngày đại hỷ của chủ tử mà không nghe thấy tiếng chủ tử gọi là lớn chuyện đấy." Trong phòng, mãi một lúc sau Lâm Di mới hiểu được ý của Chu Thập Cửu. "Chu Thập Cửu không phải đang nói đùa, anh ta thật sự muốn nhìn đồ dưới đáy hòm của nàng." Lâm Di lập tức đỏ ủng mặt, không phải chứ? Đừng nói là ngài. Không biết đấy, vừa rồi là, thế nào vậy, mặc dù bị vạch trần, song sắc mặt Chu Thập Cửu vẫn không đổi. Chàng bình thân cười, trước khi thành thân có nhìn qua xuân cung đồ, nhưng không nhớ rõ lắm. Thật sự không biết, chẳng phải nên có nha đầu thông phòng sao? Trước khi cưới Lâm Sương, bên người thiếu gia cát gia đã có không ít thông phòng xinh đẹp hôm nay rõ ràng có hai đại nha hoàn ăn mặc chỉnh tề thỉnh an nàng cơ mà. Nhưng tạm thời các chuyện này một bên, giờ phải làm sao đây? Thật sự muốn nàng gọi người vào sao? Nhìn dáng vẻ quẫn bách giờ khóc giờ cười của Lâm Di, màn sương mù ngày thường trong mắt chu thập cửu rốt cuộc tản ra, nơi đáy mắt trong trèo tự hồ phách hàn rõ ý cười. Chu thập cửu nói, chúng ta thử lại lần nữa, cũng chỉ còn cách đó thôi ngoài cửa còn có mama chờ thu khăn lụa đấy chân nàng hiện đã mỏi như giường rõ rộng mà lại như không đủ chỗ đặt chân cảm giác căng thẳng ban đầu thoáng cái liền biến thành sự quái lạ đồ dưới đáy hòm nàng cũng từng liếc mắt nhìn qua theo tư thế thì đâu có sai rốt cuộc là ai có vấn đề vậy trong lúc lâm di mãi suy nghĩ một vật cứng nóng ướt át chợt chen vào người nàng theo ngay sau đó là cơn đau nhói như bị xé toạc nhưng nhanh chóng bị nhịp tim thình thịch thay thế. Cảm giác không nói lên lời đó nhanh chóng lan tràn khắp người nàng, nhịp tim kỳ quái lạ lẫm, đập không theo quy tắc này khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể tự nhủ trong lòng, thì ra không có vấn đề gì cả, xong rồi. Mồ hôi diện ra theo từng cử động, mùi thơm ngát bao phủ toàn thân nàng, là hương từng trầm ấm dễ chịu. Chu thập cửu dùng một tay giữ đùi nàng, hơi cùi người về phía trước khiến thân thể nàng cong lên. Lâm Di mới cảm giác đùi bớt bùn rùn một chút thì phát hiện càng bị xâm nhập sâu hơn. Khi nàng cảm thấy tim đập nhanh như sắp vỡ ra theo tốc độ cử động tăng dần, Chu Thập Cửu bỗng ngừng lại. Một cảm giác nóng rực chảy tràn vào cơ thể, khiến đau đớn trước đó tức khắc bị nhân lên thêm mấy lần, Lâm Di khổ sở cong người chịu đựng. Rốt cuộc cũng có thể khép hai chân đã mỏi như tải nàng rúc vào giữa giường như một con tôm không còn sức động đậy nữa trên khăn lụa cấm tấm vết máu như hồng mai nở rộ khăn mềm đã được chuẩn bị sẵn từ trước lâm di muốn với tay lấy song chu thập cửu đã nhanh hơn một bước lấy khăn đưa vào giữa hai chân nàng để ta gọi nha hoàn múc nước vào cả thuốc mỡ nữa lâm di gật đầu chờ chu thập cửu khoác áo xuống giường rồi gọi bạch thược và quất hồng vào phòng náo loạn cả buổi hết tắm rửa rồi tới thay chăn đệm, ma ma bên người Chu phu nhân vội vàng thu khăn lụa đi ra ngoài. Bấy giờ Lâm Di và Chu Thập Cửu mới cùng nằm xuống giường. Nến trong phòng cưới phải để cháy đến tận bình minh, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng cơ thể mỏi mệt khiến Lâm Di không thể gắng gượng thêm nữa, nàng lập tức nhắm mắt lại. Sau khi biết mình phải gả cho Chu Thập Cửu, nàng không hẳn luôn trong tình trạng căng thẳng, bây giờ khi xung quanh im ắng lại, nàng lại thấy lòng cực kỳ bình yên nhẹ nhõm, không cần suy nghĩ ngày mai nghênh đón mình sẽ là cái gì nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Có lẽ là do bị ánh nến đỏ rực chiếu, trong mơ Lâm Di cũng nhìn thấy gian phòng cưới dán chữ hy đỏ chót, có khác chăng là cảnh hoa mẫu đơn hoàn mình có cuộn trong ánh lửa thiêu, lửa dần dần lan tới chỗ nàng, nhiệt độ nóng hừng hực khiến nàng không thở nổi, trước mắt dần mờ đi, nàng siết chặt nắm tay khổ sở trông đỡ, ngực càng lúc càng đau vì ngục khói, bên tai văng vắng tiếng hạ nhân hô hoán, cháy rồi, nhanh dập lửa. Theo sau đó là tiếng hô kinh hoàng của Lâm Chính Thanh, chuyện gì thế này? Mau, người đâu mau, nàng cố mở mắt ra, trước mặt chỉ có ngọn lửa nhảy múa bốc cao, có ai đó mở cửa, gió lạnh thổi vào khiến thế cửa càng mạnh hơn. Trước mắt biến thành màu đen, không còn thở nổi nữa nàng mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có người gào lên, hoàng cung bốc cháy rồi. Có loạn quân, loan, ngột kép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 140, nàng dâu mới. Khi trước mắt biến thành màu đen, không còn thở nổi nữa, nàng mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có người gào lên. Hoàng cung bốc cháy rồi, có loạn quân. Ngọn lửa đã nuốt chừng mọi thứ trong phòng, tiếng lửa cháy và tiếng kêu cứu hỏa bên ngoài lấn át mọi âm thanh khác. Nàng thật sự muốn cùng tất cả đồ đạc trong gian phòng này bị lửa nuốt gọn, chuyện bên ngoài đã không còn liên quan gì tới nàng nữa. Không biết qua bao lâu sau, trước mắt nàng xuất hiện một bóng hình mơ hồ, ngay sau đó có người gọi thất thanh, nãi nãi. Nãi nãi, nàng được đưa ra khỏi biển lửa. Không khí trong lành lập tức ùa vào lồng ngực, nàng gượng mở đôi mắt khô khốc, đập vào mắt là khuôn mặt của Lâm Chính Thanh. Lâm Di mở choàng mắt ra, ngoài cửa sổ đã có tia nắng dịu dịu xuyên vào phòng. Bấy giờ nàng mới biết, vừa rồi chỉ là mơ. Hiện thực hoàn toàn khác với mộng. Quận Vương Phi nên rời giường rồi à? Quất Hồng cười nói, lát nữa còn phải đi thỉnh an lão phu nhân đấy. Không nhìn thấy bóng dáng chu thập cửu, Lâm Di bèn hỏi, quận Vương ra đâu? Quất Hồng đáp, quận Vương ra dậy sớm, đã cưỡi ngựa ra ngoài rồi. Cưỡi ngựa ra ngoài tức là đi luyện võ, chăm thật, ngay cả sau ngày thành thân cũng không nghỉ. Lâm Di ngồi dậy, giữa hai đùi lập tức truyền đến cảm giác đau buốt, ai hầu hạ quận vương gia mặc đồ. Quất hồng thầm lược vào nước bạc hà trải tóc cho Lâm Di, lúc nô tỳ gặp thì quận vương gia đã y phục chỉnh tề, nô tỳ chỉ mang nước tới hầu hạ ngài ấy rửa mặt thôi. Mới tối qua còn ra vẻ mình và cây áo con không chút liên can, sáng nay đã tự mình mặc quần áo tử tế ra ngoài rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bạch Thược dẫn nha hoàn bà từ nối đuôi vào phòng, y phục và đồ trang sức đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ thay cho Lâm Di thôi. Sáng đầu tiên sau hôm động phòng cũng quan trọng như ngày thành thân, làm dâu Tôn thất phải đeo kiềng vàng phối với dây thắt cùng màu áo. Lâm Di chỉnh trang xong xuôi thì Chu Thập Cửu bước vào. Hôm nay non thần thái của Chu Thập Cửu phấn chấn hơn cả hôm qua, cưỡi ngựa một vòng cũng không thấy dấu hiệu mệt mỏi gì. Hai người thay y phục rồi cùng đến Tam Tiến viện Thỉnh An Chu lão phu nhân. Bạch Thược đã hỏi thăm mama trong phủ, nhị tiến viện này vốn được chuẩn bị cho Chu lão thái gia và Chu lão phu nhân, nhưng Chu lão phu nhân không chịu, khăng khăng đòi dọn sang tam tiến viện nhỏ hơn lâm di lại tin rằng nếu chu thập cửu không đánh thắng trận trở về chu lão phu nhân chắc chắn sẽ không dọn sang tam tiến viện lâm di bước vào tam tiến viện bên tai lập tức vang lên tiếng cười nói rộn ràng tới rồi tới rồi đúng giờ hơn cả con năm đó được khen đương nhiên phải nhận lâm di quay sang gật đầu với chu đại thái thái rồi tiến lên bái lại chu lão phu nhân chu lão phu nhân vội vàng cho người tới ngăn nên là bọn ta hành lễ với quận vương phi trước, sau đó mới là lễ nhà. Ngày đầu tiên tân hôn, có vãn bối nào dám lơ là cấp bậc lễ nghĩa chứ? Trong mắt người khác, nếu không nhờ có Chu lão thái gia và Chu lão phu nhân, tước vị đã chẳng về tay Khang quận vương. Cũng may Chu thập cửu kịp thời bước tới nói vài lời đạo hiếu, giúp Lâm Di tiết kiệm được mấy lời. Chu lão phu nhân đã nhận đại lễ kế tiếp là nhà chu đại lão gia và chu nhị lão gia tiến lên cho lâm di nhận biết lâm di từng đến chu gia hai lần cho nên cũng ít nhiều quen biết nữ quyền nhà họ nhanh chóng hoàn thành các nghi thức cần thiết sau khi ngồi xuống chu thập cửu nói muốn đi thăm chu lão thái gia chu lão phu nhân tỏ ra đau lòng cũng tốt từ hôm qua ông ấy cứ lẩm bẩm gọi tên cháu mãi chu lão thái gia vẫn ở tại tòa nhà cũ Ngày đầu tiên sau khi thành thân bọn họ vốn phải về tôn thất doanh nhân người thân. Bên kia đông đúc, cho dù chỉ thăm hỏi thân thích gần chắc cũng tốn hết cả ngày. Chu Thập Cửu cùng Lâm Di mang theo lễ vật, nhanh chóng xuất phát. Chu lão phu nhân cũng để Chu đại thái thái đỡ lên một chiếc xe khác. Hạ nhân đánh xe chậm rãi cho xe lăn bánh, hai cỗ xe được móc với nhau, thật sự rất giống người một nhà. Chu thập cửu cưỡi ngựa bên ngoài nên buồng xe rộng rãi chỉ có mình Lâm Di và Bạch Thược. Được Bạch Thược kê gối mềm cho mình dựa vào, Lâm Di nhân tiện dùng thời gian này ngủ bù. Lúc xe ngựa đến trước viện cũ của Chu gia đã có không ít thân thích chờ sẵn ở đó. Lâm Di được vồn vã đón vào nhà cùng Chu thập cửu đi tới trước giường bệnh của Chu lão thái gia. Trên giường là một thân hình gầy chơ xương. Trước đó Lâm Di đã được nghe không ít về Chu lão thái gia. Trước kia ông cũng là thần tử được tiên đề nề trọng, đường làm quan khá vẻ vang, thế nhưng trong nhà lại không được yên ổn lắm, suýt chút nữa vì một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ mà thôi vợ. Lúc nhà khang quận vương bị thu tước, ông đã đưa tay ra viện trợ, sau đó lại xin từ quan, cả chu gia chỉ dựa vào bạc triều đình trợ cấp mà sống qua ngày. Nhìn thấy chu thập cửu và lâm di đến thỉnh an, chu lão thái gia dường như hơi kích động từ ánh mắt mang đủ loại cảm xúc của ông, Lâm Di như thấy được ánh mắt lúc nhìn nàng của lão thái thái nhánh ca. Hiền lành, quan tâm hết mực. Chu lão thái gia rơi lệ, khi Chu lão phu nhân tiến lên tự tay lau nước mắt cho lão thái gia, người ông dường như hơi run rẩy. Chu lão phu nhân thở dài, người lão thái gia canh cánh trong lòng nhất chính là quận vương gia, lúc đại lão gia và nhị lão gia thành thân, ông ấy cũng không như thế hiền danh của chu lão phu nhân, ngoại trừ từ việc nuôi dưỡng cháu trai thì còn từ công chăm sóc lão thái gia trên giường bệnh nhiều năm. Lâm Di nhận biết hết thân thích trong tổn thất xong mới sang một bên nghỉ mệt. Lần lượt có người đến thăm chu lão thái gia, sau đó ngồi xuống khuyên chu lão phu nhân, giờ quận vương gia đã thành thân, bà cũng dỡ bỏ được một tấm bệnh, mấy năm qua bà sống không dễ dàng, sau này phải thương bản thân nhiều hơn. Vốn là buổi tụ tập nhận con dâu mới chu lão phu nhân lại thuận lợi biến mình thành nhân vật chính, song Lâm Di vẫn vui vẻ ngồi một bên nghe mọi người đưa đầy. Lại có trường bồi lau nước mắt nghẹn ngào, may mà có bà, chăm sóc lão thập nhất thời gian dài như vậy, bà nhất định vô cùng vất vả. chu lão phu nhân thân thiết nhìn thoáng qua chu lão thái gia ở buồng trong, vất vả gì đâu, trước kia ông ấy bôn ba bên ngoài, bây giờ tới phiên ta phụng dưỡng lại. Từng câu từng chữ đều khiến người nghe khâm phục thẩm nương như thế, ít nhất ở mặt thanh danh sẽ không để ai bởi móc được gì. Lâm Di mới cầm chén trà lên định uống thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lục muội muội. Lâm Di quay đầu tải, nhìn thấy là Lâm Huyền sắc mặt hồng hào và Chu Nguyên Quảng đi tới. Nàng và Lâm Huyền đều gả vào tôn thất, tính ra đã thân càng thêm thân. Mẹ chồng Lâm uyển là phu nhân Trần Quốc Công hiển nhiên vô cùng hài lòng về đứa con dâu này, tươi cười kéo tay Lâm Di. Ai nha, xem tay con bé lạnh chưa này, đột nhiên gặp nhiều người như vậy, nhất định là căng thẳng muốn chết. Biết vậy đã để tỷ tỷ con tới bầu bạn với con từ sớm. Phu nhân Trần Quốc Công, Chu Nguyên Quảng và Lâm Huyền vây quanh Lâm Di. Lâm Di ngẩng đầu cười với Lâm Huyền, lúc đó chị dâu có căng thẳng không? Phu nhân Trần Quốc Công quan sát khang quận Vương Trần Thị, ánh mắt sáng trong, dường như rất chân thành chờ Lâm Huyền trả lời. Theo lý thì ở nhà chồng nhìn thấy người nhà mẹ đẻ sẽ cảm thấy thân thiết hơn hẳn, nhưng Trần Thị vẫn bình thường, không có thay đổi gì. Bây giờ đang ở Chu Gia Chủ không phải ở Trần Gia, nói thế nào thì Lâm Di cũng nên gọi Lâm Huyền là chị dâu, còn Lâm Huyền không nên gọi Lục Muội Muội mà lên xưng nàng là quận Vương Phi. Lâm uyển đáp, lúc ấy không có nhiều người vây quanh ta như vậy. Nụ cười trên môi Lâm Di càng thêm rõ ràng, Vậy hẳn chị dâu nhận được mặt rất nhiều thân thích. Có thể giới thiệu lại một lần cho ta biết không? Quan hệ thân thích của Tôn Thất rất phức tạp, khoảng thời gian trước khi gả đi, mỗi ngày nàng đều phải nghe lão thái thái nhánh cả nói đi nói lại từng người. Nhưng cùng một lúc tụ tập nhiều người như vậy, thật sự rất khó phân biệt, nhất là ai cũng mặc kiểu y phục giống nhau, tin rằng cả Lâm Uyển cũng không nhận ra được bao nhiêu người. Được Lâm Di thân thiết kéo tay, lâm huyền đương nhiên không thể từ chối nàng dâu mới không nhận ra thân thích sẽ bị xấu mặt lâm huyền nhàn rỗi không có việc gì làm thì vừa vặn hỗ trợ nàng đấu khẩu làm gì cho mất thời gian chính mình đã đề nghị giúp đỡ lâm huyền đành đưa lâm di dạo một vòng quanh chu ra cuối cùng đi tới nhập bọn với một nhóm nữ quyền tán gẫu nữ quyền được phục tước chiếm phần đông không có tước vị chính là tôn thất nhàn tàn Tuy cùng có quan hệ huyết thống xa gần với hoàng gia, nhưng tổn thất mang tước vị có tiếng nói hơn hẳn tôn thất nhàn tàn. Ngoài mặt mọi người lễ kính lẫn nhau, nhưng bên trong thì âm thầm không phục, thường xuyên đàm tiếu qua lại. Tiểu thiếp thông phòng nhà nào được sủng ái, những người này đều rõ như lòng bàn tay. Lầm gì cũng từ họ mà biết được, thì ra hai nha hoàn tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nàng gặp ở phòng cưới chính là nha hoàn thông phòng của Chu Thập Cửu nhưng lại là thông phòng có danh mà không có thực lâm uyển ngồi bên này nói chuyện chu nguyên quảng liên tục nhìn sang lâm di cảm thấy ánh mắt anh ta tràn ngập oán khí nữ quyến nói chuyện cánh nam giới kéo nhau ra ngoài cưỡi ngựa các nữ quyền cười trách yêu cũng chẳng rõ đồ xúc sinh kia có gì tốt mà mỗi lần tụ tập là đều đòi ra ngoài đua ngựa đi săn sau đó ai cũng liếc nhìn lâm di và lâm uyển đầy thầm ý lúc trước luôn là nguyễn quảng về nhất về sau mới biết thì gia Khang quận vương cũng biết cưỡi ngựa, Nguyễn Quảng Lập tức bị hạ bề. Mẫu thân Chu Nguyên Quảng, phu nhân Trần Quốc Công, bình tĩnh cầm chén trà lên uống, Khang quận vương vừa hồi kinh, lại mới thành thần, lần này ai thắng ai thua vẫn chưa chắc. Nghĩ tới mấy lời đồn vừa nghe được bà ta lại thấy buồn cười, nghe nói trên đường hồi kinh Khang quận vương dung túng thuộc hạ cưỡng đoạt dần nữ. Tuổi còn trẻ mà đã dẫn binh hành quân quản thuộc hạ không chặt cũng là chuyện bình thường, nhưng vấn đề ở chỗ là thằng đó lại phô trương quá mức, tạo cơ hội cho người có dụng ý moi móc những chuyện xấu này ra. Vừa được hoàng thượng cất nhắc, nhãi danh chưa kịp dứt sữa liền phấn khích quá độ, nếu còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có ngày ngã ngựa cho mà xem. Bàn tiệc cho nữ quyền được bày ra, Lâm Di vừa định đỡ chu lão phu nhân ngồi vào vị trí thì chợt có ma ma quân sự vội vàng chạy vào thì thầm bên tay chu lão phu nhân mặt chu lão phu nhân lập tức biến sắc ngã có nặng không phu nhân trần quốc công lập tức giỏng tay lên mừng thầm người xưa đã nói rồi nam giới vừa thành thân không nên cưỡi ngựa phải biết rằng cưỡi ngựa quan trọng ở sức chân động phòng xong chân cẳng nhũn đương nhiên làm gì khống chế được đồ xúc sinh kia chu lão phu nhân nhíu mày sớm biết vậy đã không cho bọn nó đi cưỡi ngựa ngày vui mà lại xảy ra chuyện như thế xung quanh yên tĩnh tại Lâm Di chờ nghe Chu lão phu nhân nói câu kế tiếp, Chu thập cửu không phải là người xúc động, sẽ không dễ dàng bị Nga nghi ra. Nếu là Chu thập cửu gặp nạn, ánh mắt của Chu lão phu nhân đã sớm hướng về phía nàng. Nếu đã không phải là chuyện của nàng, vậy nàng không cần phải nóng. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.